Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình nha Hôm nay mình sẽ đưa mọi người tuổi thơ về tuổi thơ với cái món, với cái trò chơi mê cung này Thì cái trò chơi này mình nhớ là hồi xưa là ở trên những cái thước kẻ ấy, có rất là nhiều ấy Thì hôm nay mọi mình sẽ đưa mọi người, hướng dẫn mọi người làm một phiên bản đời thực cho nó luôn nhá Rất là thú vị và cái này thì nói chung là kiên nhẫn và khéo léo rất là nhiều ấy Đó, bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm để tạo ra một phiên bản trò chơi ở đời thực luôn nha lúc trước thì mình thấy có rất là nhiều ở trên những cái thước kẻ và hồi đấy mình thích lắm mọi người ạ mỗi lần cầm cái thước kẻ là mình chỉ cần mà mình cứ ngồi mình mình năn năn mình nghiêng nghiêng để cho cái quả bóng của mình nó về được đến đích ấy mà nó không bị rơi vào những cái lỗ này này đó mọi người thấy tuổi thơ ùa về không trời ơi mình lại nhớ cái thời còn học sinh sinh viên quá Học sinh chứ Sinh viên thì đã không còn chơi nữa rồi Yeah, được rồi nè Bây giờ mình cũng đi làm nha Trước tiên thì mọi người phải làm cho mình Những cái vật cản Thì mọi người cắt cho mình những cái miếng bìa Có kích thước là 1,5cm, còn chiều dài thì sẽ là 3 với cả 6cm Sau đấy thì mình sẽ tô những cái miếng Màu sắc khác nhau vào Và cho từng cái miếng bìa đấy Tô như nào thì tùy mọi người Và sau đó thì mình sẽ vẽ sẽ kiếm một cái miếng bìa à, có nhiều cái ô vuông. Mỗi ô vuông có kích thước là 3cm nhé. Cái này thì tùy mọi người thôi. Thì mọi người... À, ý là tùy mọi người. Mọi người muốn kích thước to nhỏ thì mọi người điều chỉnh cái hình khối kích thước của mình nó to ra ấy. Và mình đã vẽ sẵn lên đây những cái vật cản rồi. Mọi người có hoàn toàn có thể thay đổi những cái vật cản này của mình nhé. Đó, bây giờ mình sẽ gấp cái cạnh nó vào đấy thì uh, mỗi ô vuông này có kích thước là 3 cm mà cho nên là vật cản của mình sẽ có kích thước là 3 hoặc 6 cm nhá và mình sẽ gắn như thế này những cái cái điểm mà để gắn vật cản thì mình đã vẽ ở trên hình rồi thì mọi người có thể dừng hình lại và theo dõi cho kỹ nhé <cười> <cười> thấy mọi người cứ xếp thôi mình tạo ra một nhiều nhiều cái mê cung một chút thì thì cái trò chơi của mình nó sẽ càng gây cấn hơn thôi đó trên đấy mình đều kẻ nghĩa là cái miếng bia của mình là mình chọn một miếng bia hình vuông nhé mọi người xong đấy là mình cũng sẽ kẻ lên những cái hình vuông có kích thước là 3 x 3 cm và mình sẽ vẽ những cái hình tròn đây là mình đang đánh dấu điểm đầu và điểm cuối là điểm dẫn bóng và điểm đặt bóng ấy rồi mình sẽ bẻ những cái góc này vào này sau đấy thì mình sẽ làm cái hộp ở bên ngoài mọi người nhìn quan sát kỹ cái góc của nó này cái góc này đấy cái góc mình cũng đã ghi rất là chi tiết ở đây rồi thì mọi người có thể vẽ theo nhé thì cái góc như vậy rồi mình sẽ cắt bỏ cái phần góc này đi đó ok chưa xong mình gấp nó vào mọi người ạ như vậy thì cái góc của mình ấy nó sẽ có độ dày của bìa này, xong cái góc của mình nó sẽ khớp về với nhau thì nó sẽ tạo nên một cái hình khối rất là đẹp luôn, cái miếng bìa của mình, à, cái hình khối miếng ghép bên ngoài của mình nó sẽ rất là chắc chắn. thì mọi người thấy khó thì có thể làm thành mặt phẳng thôi nhé. Tuy nhiên thì mình cũng khuyến khích mọi người nên làm như này thì nó sẽ có thêm đạo giấy Đấy mọi người thấy cái góc của nó khiếp khớp vào nhau luôn không Đấy mình phết keo vào đây và mình ấn nó vào nhau cái là nó khớp Đó nó sẽ khớp thành một cái góc vuông rất là vuông vức luôn Như một cái góc vuông của bánh trưng luôn Đó Mình sẽ làm tương tự với tất cả các cái góc còn lại nhá Cái góc mình cắt rồi mà Thì nó sẽ rất vuông và nó rất là khớp với nhau Đó Kích thước thì mình đã ghi rõ ở lúc đầu rồi Mọi người cứ dừng lại và cắt theo Là tự nhiên nó sẽ khớp vào với nhau ấy Đó Bây Giờ mình sẽ nhặt bớt cái phần keo thừa này đi Mọi người thấy nó vuông nó khớp vào nhau chưa Đấy, góc cuối cùng này mình sẽ gắn nó vào vậy Như vậy là xong rồi mình sẽ Sẽ cho cái phần nõi của nó vào trong nữa Như vậy là mình đã hoàn thành luôn được cái trò chơi mê cung này rồi gợi nhớ cho chúng ta một thời học cấp 1, cấp 2 đúng không mọi người đó chúc cho mọi người thành công nhá và nhớ là đừng quên nhấn like share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha mình uh, kêu gọi nó hơi nội liễu nhưng mà thực sự nó nó là cái niềm động lực đối với mình ấy mình đang vẩy thêm một chút xíu màu nữa để cho nó gọi là sa ta nó có một chút xíu màu sắc nên ấy mình sẽ vẩy cho nó tứ tung tứ tung nên mọi người ạ cho nó gọi là nó giống mê cung hơn một chút xíu ấy nó làm màu sắc còn nếu mọi người thích thì có thể à, vẽ vời rồi tô màu linh tinh lên đây thì để, để trang trí cho cái trò chơi của mình ấy nó được thú vị hơn mình thì mình thích theo cái trường phái gọi là hơi tự nhiên một chút xíu cho nên mình sẽ dùng bút màu mình chấm vào trong màu nhé bút lông mình chấm vào trong màu xong rồi mình vẩy 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 thì nó sẽ tạo thành những cái điểm màu nó đốm 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 ấy trên cái mặt phẳng của mình như thế này đó mọi người vẩy nhiều và một chút xíu rất là đáng yêu luôn À, như vậy là cái trò chơi của mình nó đã hoàn thành rồi ấy. Mọi người cùng chơi đi Cái trò chơi này mình thấy không chỉ trẻ con đâu Mà người lớn mà buồn buồn mà lấy ra chơi cũng rất là thú vị ấy. À, Đó, mình sẽ cố gắng dẫn bóng từ điểm màu đen đến điểm màu trắng Mà không để cho bi của mình nó bị rơi xuống dưới ấy. Cái này thì phải khéo néo nha mọi người Phải kiên nhẫn và khéo néo ấy. Nếu mà ai vội vàng thì bi nó sẽ năn quá đà ấy Nó sẽ rơi xuống cái nỗ bên dưới rất là... À, đó, chúc mọi người thành công nhé Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình đấy Xin chào và hẹn gặp lại